Rồi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của Xiaomi tại Thế Động trong những ngày đầu năm 2023 này các bạn ha. Thì xem 2023 này Xiaomi có giảm giá hay đặc biệt không các bạn nha. Sẽ có Xiaomi 12 với phiên bản RAM 8 và nhớ 256 với giá là 19.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 5.500.000 hoặc gốc 0% lãi suất. Tặng phiếu hàng Bách Hóa Xanh trị giá 500.000. Đây, Mi 12. Chiếc máy rất là gọn gàng luôn và nhỏ các bạn. Con này thì pin 4.500 sạc nhanh 67W, sử dụng chip là Qualcomm 8 Gen 1 ha. RAM 8 bộ nhớ 12, bộ nhớ 256, RAM 9 thì 50, selfie là 32 các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Xiaomi 12T, RAM 8 bộ nhớ 128, có giá là 12.490.000. Hiện tại các bạn mua chỉ hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha. Xiaomi 12T. Chiếc máy thiết kế cũng rất là đẹp của nhà Xiaomi. Con này chụp hình cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp so với những cái dòng trước đó rất là nhiều. Với camera chính phía sau là 108 megapixel. Selfie là 20. Pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 120W các bạn. Nó sử dụng con chip là Dimensity 8100 ha. Và chụp hình rất là đẹp nha. Đảm bảo rất là bao đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp theo là sẽ có Xiaomi Note 11 Pro 5G có giá là 8990, hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là 300.000, hỗ trợ các bạn gốc 0% lãi suất luôn. Đây Note 11 Pro, con này sử dụng được 5G các bạn ha. Con này thì nó sử dụng con chip là Qualcomm 695 5G với RAM 8 bộ nhớ 128, camera chính là 108 megapixel, selfie là 16, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 67W các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Xiaomi Note 11 Pro giá là 7.490, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 300.000, cộng hỗ trợ gốc 0% lãi suất luôn, tức là 300 là còn 7.190.000 thôi bạn. Đây Note 11 Pro thường ha, con này sử dụng 4G, RAM 8 bộ nhớ 128, sử dụng con chip là Helio G96, camera chính là 108 megapixel, selfie là 16, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh được 67W các bạn. Rồi tiếp theo là sẽ có con Note 11 S RAM 8 và nhớ 128 với giá là 6.690, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 500.000 cộng gốc 0% lãi suất. Con này thì RAM 8 và nhớ 128 mà ha, sử dụng chip là Helio G96 với cam chính là 108 megapixel, selfie là 16, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 33W các bạn. Rồi tiếp theo là Note 11 phiên bản RAM 6 và nhớ 128 có giá là 5.490, giảm giá 500 hoặc gốc 0% lãi suất. Giá 500 là còn 4.990 các bạn. Đó phiên bản RAM 6 bộ nhớ 128 ha. Sử dụng con chip là Qualcomm 680. Camera chính phía sau là 50 megapixel, selfie là 13, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 33W. Rồi Xiaomi Poco C40 có giá là 3.490. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá 500.000. Đây C40. Chiếc máy trong khúc tầm trung. Giá rẻ của Xiaomi được khách hàng rất là chuẩn các bạn. Pin lên đến 6.000, RAM 4 bộ nhớ trong 64, camera chính phía sau là 13 megapixel, phụ là 2, selfie là 5, pin 6.000 và hỗ trợ sạc 18W các bạn ha. Đây, thì mình vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn giá và khuyến mãi của Xiaomi tại Thế Động đầu năm 2023 ha. Các bạn có thắc mắc kia lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye.